Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa trong ngày mai, ban ngày vẫn sẽ có những khoảng thời gian có nắng và khá nóng. Cụ thể thì ở khu vực miền Bắc, đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa dông ở khu vực Trung Du cũng như là khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Các nơi khác bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời sẽ không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ sẽ dao động quanh khoảng là từ 29 cho tới 32 độ. Với khu vực miền Trung, đêm nay và ngày mai, mưa dông lại xuất hiện ở hầu hết các thành phố. Mưa xảy ra gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ thành phố Thanh Hóa, Vinh đến Nha Trang, Phan Thiết sẽ vào khoảng là từ 29 tới 31 độ, trời mát cả ngày. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày vẫn sẽ có nắng, nhưng mà thời gian nắng sẽ được rút ngắn lại. Nhiệt độ ngày mai sẽ giảm, dự báo ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt sẽ từ 29 tới 31 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác thì nhiệt sẽ giảm, còn 29 tới 33 độ, cảm giác khá nóng về trưa và chiều. Sang tới chiều, thì ở khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện những cơn mưa dông ở khu vực phía Nam, như là tại Đà Lạt, Gia Nghĩa. Còn những cơn mưa ở khu vực Nam Bộ sẽ có xu hướng là kéo dài hơn. Trong đêm nay thì mưa chủ yếu là xuất hiện ở phía Tây. Chiều mai thì vùng mưa mở rộng ra toàn khu vực Nam Bộ. Có nhiều khả năng là xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to, đi kèm theo đó là nguy cơ về dông lốc cũng như là gió giật mạnh. Khi trời nổi dông sét ngay cả khi ở trong nhà thì quý vị cũng cần sẽ bị sét đánh lan truyền. Bởi vậy nên để đảm bảo an toàn thì hãy rút phích cắm các thiết bị điện không sử dụng, tránh xa đường dây dẫn điện, các vật dụng kim loại và cả khu vực ẩm ướt. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, tại huyện đảo Hoàng Sa trời sẽ không mưa, có gió ở cấp 5, xuống tới huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc ở cấp 4, cấp 5 và có mưa dông rải rác, để phòng thêm đó là lốc xoáy và gió giật mạnh. Như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.